Bạch Lộc, Đàm Tùng Vận, Cảnh Điềm cùng loạt sao hoa ngữ xinh đẹp mê người trong trang phục sườn xám. Mới đây trên Weibo diễn ra một cuộc bình chọn quy mô lớn tìm ra sao nữ hoa ngữ xinh xắn nhất trong trang phục sườn xám. Bạch Lộc, Đàm Tùng Vận nằm trong top 6 mỹ nhân được lòng khán giả nhất. Thứ nhất, Cảnh Điềm. Đệ nhất mỹ nữ sườn xám không ai khác ngoài Cảnh Điềm. Sự xuất hiện của nữ diễn viên trong Tư Đằng đã khiến cho bộ phim trở nên hot hơn bao giờ hết. Lông mày lá liễu, tóc dài óng ả cùng dáng người hoàn mỹ khiến Cảnh Điềm trông quyến rũ hơn hẳn trong trang phục sườn xám cổ điển. Thứ hai, Chu Châu. Đánh bại những mỹ nhân thế hệ mới đầy tên tuổi khác, Chu Châu với trang phục sườn xám trong Kẻ Phản Nghịch chiếm trọn sự yêu thích từ khán giả. Thứ ba, Lưu Diệc Phi. Lưu Diệc Phi từ lâu được mệnh danh là nữ thần cổ trang tiên nữ. Tuy nhiên, nữ diễn viên trong Tạo Hình Dân Quốc cũng xinh đẹp không hề kém cạnh. Thứ tư, Đàm Tùng Vận. Khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu khiến nữ thần phim thanh xuân Đàm Tùng Vận có chút hạn chế trong việc nhận kịch bản. Vai diễn nữ sát thủ quyến rũ trong kịch ngắn, màn biểu diễn đẹp nhất cũng là vai diễn đặc biệt đầu tiên mà cô nàng đảm nhận. Người đẹp mặt sừng sán màu hồng, trông vừa ngọt ngào ngây thơ vừa cuốn hút lạ thường. Thứ năm, Bạch Lộc. Làn da trắng cùng dáng người mảnh mai khiến Bạch Lộc trở nên e lệ, nhẹ nhàng, mong manh hơn trong trang phục sườn xám màu hồng. Thứ sáu, Đồng Dao. Đơn giản tao nhã là hai cụm từ đúng nhất để miêu tả Chu Di Trinh trong trang phục sườn xám. Trang phục với những đường cắt may đơn giản, màu sắc không quá nổi bật khiến nữ diễn viên trông như một nữ tiểu thư đài các, vừa quyến rũ vừa mưu trí. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!